Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay như thường lệ, tôi cũng có một sứ điệp dành cho anh chị em. Và sứ điệp ngày hôm nay tôi lấy tên là Tại sao chúng ta cần phải nóng cháy? Dựa vào khúc kinh thánh mà anh chị em vừa đọc thuộc lòng trong buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ cho anh chị em lý do tại sao đời sống chúng ta, tức là đời sống tâm linh của chúng ta, chỉ có một lựa chọn thôi, đó là lúc nào cũng phải nóng cháy cho Chúa. Và giờ này chúng ta hãy cùng nhau đọc lại một lần nữa khúc kinh thánh thuộc lòng trong Khải Huyền chương 3 mà chúng ta đã vừa đọc cùng với nhau mấy phút trước. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại từ câu 15. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, ngặt nghèo, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách và sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Thưa anh chị em, đây chính là lời của Đức Chúa Trời phán cho các hội thánh và thánh linh của Ngài. Rõ ràng câu kinh thánh này đã nói lên cái tình trạng thuộc linh của hội thánh, mà cụ thể ở đây là hội thánh Laodice. Và câu kinh thánh vừa rồi chúng ta đọc chắc chắn cũng sẽ đem cho chúng ta nhiều suy nghĩ về đời sống tâm linh cá nhân chúng ta cũng như hội thánh nói chung. Ngày hôm nay xin Chúa cho chúng ta hãy cùng nhau phân tích, cùng nhau suy ngẫm, cùng nhau hiểu cho tường tận cái thông điệp mà Chúa Giêsu muốn gửi đến cá nhân từng mỗi một chúng ta. Thưa anh chị em, những người đã yêu mến Chúa, những người đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa, những người đã ngày đêm kêu cầu danh của Ngài để hy vọng một đời sống tương lai đời đời, để hy vọng vào cõi tương lai chúng ta có thể ở nơi thiên đàng gần với Chúa, đồng trị, đồng hưởng những cơ nghiệp vinh quang mà Đức Chúa Cha đã dành sẵn cho chúng ta. Rõ ràng nếu chúng ta đã hy vọng và đặt đức tin nơi ấy, chúng ta phải nghiêm túc với đời sống tâm linh của mình. Vì chính đức tin, vì chính cái sự nhận biết Chúa đưa cho chúng ta đến cái sự vinh quang đời đời này. Và ngược lại, nếu chúng ta thờ ơ, nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết, nếu chúng ta không chú tâm vào cái đời sống tâm linh của mình, thì có lẽ cái sự hy vọng của chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Và có thể lắm chúng ta sẽ không đạt được điều mà mình trông mong. Cho nên dựa vào câu gốc này, chúng ta cần phân tích một chút xíu. Thứ nhất, phân đoạn kinh thánh hôm nay nêu lên cho chúng ta thấy có ba tình trạng của tấm lòng, tức là có ba tình trạng của một đời sống tâm linh mà một người tin Chúa, đã tin Chúa có thể có. Thứ nhất, đó là sự nóng cháy. Nóng là một điều mà Chúa có nói trong cái tình trạng thuộc linh của chúng ta. Anh chị em có còn nhớ cái câu chuyện hai môn đồ trên đường từ Jerusalem về Emmaus trong ngày Chúa phục sinh không? Hai môn đồ đó hầu như đã mất hết tất cả mọi hy vọng sau một thời gian họ đã theo Chúa Giêsu. Và giờ này họ thấy rằng Chúa Giêsu đã bị người ta đóng đinh trên thập tự giá, và họ đã nói rằng thôi rồi, những gì mình hy vọng đã mất hết rồi. Chúa đấng mà chúng ta đặt niềm hy vọng vào đã chết rồi. Và họ đã bỏ Jerusalem trở về quê để tiếp tục cuộc sống như trước đây. Và rõ ràng trên đường đi, Chúa đã hiện ra đi chung trò chuyện với họ, cho họ nhận biết Ngài khi ngồi tại bàn ăn. Ngài bẻ bánh ra, mắt họ bèn mở ra, và họ nhận biết ô, đó là Chúa Giêsu mà họ đã từng theo mấy ngày trước. Họ đã trở nên nôn nóng và họ muốn quay trở lại Jerusalem ngay để báo gấp một tin mừng rằng rõ ràng Chúa đã phục sinh. Chúng ta có thể đọc điều đó trong Luca chương 24 câu 35. Và họ nói trong lòng rằng
lòng chúng ta há chẳng nóng cháy sao? Câu 32. Bởi vậy cho nên nóng cháy là một trạng thái của tấm lòng, một trạng thái của linh con người. Và trạng thái thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, đó là tấm lòng nguội lạnh. Tấm lòng nguội lạnh nó ngược lại với tấm lòng nóng cháy. Nó không còn có sự sốt sắng, nó không còn có một động lực nào, nó không còn có bất cứ một cái sự chuyển động nào ở trong cái tấm lòng của con người nguội lạnh đối với Đức Chúa Trời. Và tình trạng này Chúa cũng đã có nói trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 12. Ngài nói rõ ràng rằng trong thời kỳ sau cuối, trong thời kỳ sau cuối. Và anh chị em ơi, rõ ràng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đón Chúa quay trở lại. Chúng ta phải thắt lưng lại, chúng ta phải thức canh, chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để cho không sa vào cám dỗ. Vì thời kỳ này là một thời kỳ hết sức đặc biệt, một thời kỳ mà chúng ta thấy rằng những gì Chúa Giêsu nói đã dần dần được ứng nghiệm. Chiến tranh, dịch lệ, động đất, đói kém, tình trạng đạo đức sa bại của loài người khắp mọi nơi trên thế giới, chứ không riêng gì một quốc gia hay một cộng đồng nào. Đây là một dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng mùa hè đã đến, khi cây vả nước lọc thì chúng ta phải biết rằng cái mùa vụ nó đã đến. Cũng giống như trời mà ráng đỏ thì chúng ta biết rằng sắp mưa, trời mà ráng vàng thì chúng ta biết rằng là trời sẽ nắng. Cũng như vậy, Chúa cho chúng ta những dấu hiệu để chúng ta biết rằng sự Chúa Giêsu quay trở lại là điều sắp gần rồi, thưa anh chị em. Và Chúa Giêsu nói trong đoạn 24 câu 12 rằng tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Wow, đây là một tình trạng hết sức báo động và chính xác. Chúng ta thấy rằng tội ác ngày hôm nay đã lên lỏi vào tận giường ngủ của từng gia đình, lên lỏi vào từng thành viên của gia đình, từ già đến trẻ, từ những bé 5 tuổi, 6 tuổi chưa biết gì, nó cũng đã có những cái xu hướng để nổi loạn, để bạo hành, để trầm cảm, để lo phiền, để không vâng lời cha mẹ. Chúng ta thấy rằng và cái tội ác gia tăng như vậy, nó không chỉ ở một vài cộng đồng hay một vài quốc gia, nhưng nó có xu hướng lan rộng trên toàn thế giới. Và Chúa Giêsu cảnh báo khi tội ác gia tăng như vậy thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Cho nên căn cứ vào lời của Chúa Giêsu, thưa anh chị em, chúng ta đang sống vào thời kỳ mà lòng yêu mến Chúa của con người bắt đầu nguội dần. Họ không còn giữ được sự nóng cháy nữa, giống như hai môn đồ trên đường từ Jerusalem về Emmaus. Họ đã nguội dần cái nhiệt huyết ban đầu, họ đã nguội dần tất cả những cái tình yêu ban đầu, họ đã nguội dần những cái sự tận hiến ban đầu, và bắt đầu lần lần họ trở lại với cuộc sống cũ như xưa. Đây là tình trạng mà Chúa Giêsu đã cảnh báo. Và một cái tình trạng thứ ba mà có liên quan đến cái câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc thuộc lòng hôm nay đó, tôi gọi đó là lòng hâm hẳm. Chúa không bằng lòng về một tấm lòng hâm hẳm của cá nhân và một hội thánh. Cụ thể ở đây là hội thánh Laodice. Nhưng chúng ta cũng nhờ câu kinh thánh này mà xét lại tấm lòng của mình. Chúa nói rất rõ ràng: ta biết công việc ngươi, ngươi không lành cũng không nóng. Ước gì ngươi lành hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẳm, không nóng cũng không lành, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Thưa anh chị em, tôi muốn tất cả bạn chị em hãy nghiêm túc suy ngẫm về câu kinh thánh này. Đây là một câu kinh thánh hết sức đặc biệt vì nó liên quan đến cõi đời đời của chúng ta. Nó liên quan đến mối quan hệ riêng tư của chúng ta với Chúa. Và rõ ràng từ đoạn kinh thánh này chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chấp nhận tình trạng thuộc linh hâm hẳm, và Chúa Giêsu cũng không chấp nhận tình trạng thuộc linh nguội lạnh. Trong ba trạng thái tâm linh của con người, Chúa chỉ chấp nhận một tình trạng thôi, đó là lúc nào cũng phải nóng cháy cho Chúa. Một tình trạng tâm linh tỉnh thức, một tình trạng tâm linh đeo đuổi sự nên thánh giống Chúa, một tình trạng tâm linh phải có lửa luôn luôn cháy trong tấm lòng, giống như trong đền thờ ở Jerusalem, lửa phải cháy luôn tại bàn thờ, không hề để nó tắt.
Đây là điều mà Chúa muốn. Cho nên Chúa la trách hội thánh Laodice, nhưng chúng ta cũng biết rằng Chúa luôn muốn chúng ta phải nhiệt tình trong mọi lĩnh vực. Chúng ta cần nóng cháy trong việc thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, vì Chúa rõ ràng không bằng lòng ở thái độ hâm hẩm, ngồi lặng của những người gọi là đã tin Chúa. Tôi nhắc anh chị em một câu kinh thánh nữa để chúng ta cùng nhau nhắc nhở chính tâm linh của mình. Chúa Giêsu nói rằng không phải người nào lạy Chúa là được vào vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng chỉ những người nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời. Chúng ta hãy nghiêm túc điều này. Và một câu kinh thánh nữa ở trong Giăng chương 15, Cha ta là người trồng nho, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Nhánh nào ở trong ta sai trái thì Ngài chăm sóc để nó sai trái hơn, nhưng nhánh nào không kết quả thì Ngài cắt bỏ đi. Đó là câu kinh thánh mà chúng ta cần phải nghiêm túc tiếp nhận, tín nhận, xác quyết cho đời sống tâm linh của mình. Cho nên nhiều người ngày hôm nay không nghiêm túc vào đời sống tâm linh. Tôi hy vọng rằng qua những câu kinh thánh này, chúng ta cũng hãy nhìn lại chính đời sống của mình. Mỗi một chúng ta, kể cả bản thân tôi, tất cả anh em trong hội thánh và nhiều người khác nữa đang lắng nghe sứ điệp qua kênh truyền thông của hội thánh nhà môn dân này, ngày hôm nay tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy bắt đầu nhìn lại chính mình, hãy bắt đầu nhìn lại đời sống tâm linh của mình đi với Chúa. Mình đang thế nào đây? Mình đang hâm hẩm, đang nguội lạnh hay đang nóng cháy? Tôi xin nhắc nhớ anh chị em một lần nữa rằng Chúa chỉ chấp nhận tình trạng nóng cháy của chúng ta. Tất cả những tình trạng nguội lạnh và hâm hẩm, kinh thánh chép chứ không phải tôi nói, Chúa sẽ nhả chúng ta ra. Mà khi Chúa đã nhả chúng ta ra rồi thì như trong Hebrew chương 4 có nói, rơm rạ thì chỉ có bị đốt bỏ thôi, không có sử dụng vào bất cứ điều gì. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đến thế giới này, Chúa Giêsu đã đổ huyết trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chịu đòn roi, Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục, chịu phỉ báng, chịu cô đơn, chịu đau đớn, chịu chính Đức Chúa Cha quay mặt từ bỏ và bị chết, bị chôn. Tất cả mọi điều đó Ngài không phải chịu cho Ngài, nhưng Ngài chịu cho chúng ta, những con người đang chờ đợi để đi đến hỏa ngục đời đời. Cho nên vì tình yêu thương, Ngài đã đến để chặn đứng lại con đường đến địa ngục của chúng ta. Ngài muốn cứu vớt chúng ta khỏi lửa địa ngục đời đời. Ngài muốn cứu vớt chúng ta khỏi tình trạng đau đớn đời đời kiếp kiếp, không gì tắt được ở nơi hỏa ngục, nơi âm phủ, nơi mà con người không thấy ánh sáng, không có cái sự thoải mái ở đó, không có bình an, không có tình yêu ở đó, không có bất cứ một sự an ủi nào, giúp đỡ nào ở đó. Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu làm tất cả mọi điều chỉ một mục đích duy nhất thôi. Thưa anh chị em hãy nghe tôi, là để cứu tôi và bạn chị em khỏi sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Vì vậy, mục đích của đức tin chúng ta là gì? Mục đích của đức tin chúng ta không gì khác, đó là thoát khỏi hỏa ngục và được sống nơi thiên đàng vĩnh cửu. Khi cuộc sống trên đất này chúng ta kết thúc đi, linh hồn chúng ta đi đâu? Và cái nơi chúng ta đi sẽ được quyết định bởi tình trạng tâm linh của chúng ta ngay giờ phút anh chị em nghe sứ điệp này. Nếu anh chị em nóng cháy, nếu anh chị em đầy dậy thánh linh, nếu anh chị em có mối quan hệ với Chúa, thì đó là con đường, đó là cái visa để cho chúng ta bước vào thiên đàng và đồng trị cùng với Đấng Christ. Nhưng nếu chúng ta nguội lạnh, nếu chúng ta hâm hẩm, nếu chúng ta thối lui, nếu chúng ta lòng đầy dậy thế gian, thì chắc chắn rồi anh chị em, con đường của chúng ta lên thiên đàng thật mịt mù, khó khăn, và có lẽ không bao giờ bước vào đó được. Đó là sự cảnh báo từ Kinh Thánh, đó là sự cảnh báo từ chính miệng của Chúa Giêsu, là Đấng đã yêu thương tất cả chúng ta. Vậy nên thưa anh chị em, tôi muốn khích lệ anh chị em rằng lý do để cho chúng ta nóng cháy, lý do để cho chúng ta đầy lửa trong lòng, lý do để cho chúng ta phải luôn sống mạnh mẽ nhiệt tình với Chúa, đó là để được cứu rỗi linh hồn chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Anh chị em ơi, hỏa ngục là một điều rất tồi tệ, hỏa ngục là một điều cực
kỳ đau đớn, mặc dù người ta muốn phủ nhận nó. Giống như có một ca sĩ đã sáng tác một bài hát như thế này: ước gì khi tôi chết, hỏa ngục không tồn tại. Đó chỉ là điều ước thôi, thưa anh chị em. Nhưng thật sự hỏa ngục là tồn tại, hỏa ngục là có thật. Xin nhắc nhớ anh chị em câu chuyện của người giàu mặc áo thiếu và người ăn mày Lazarus. Khi ông chết đi, ông thấy mình đang ở hỏa ngục, và ông vẫn còn nghe, còn thấy, còn cảm nhận. Ông vẫn biết rằng ông còn 5 anh em nữa ở trên dương thế. Ông đau đớn nơi đó. Anh chị em ơi, cuộc sống chúng ta không phải kết thúc ngay khi chúng ta nhắm mắt đâu, nhưng cuộc sống chúng ta là kéo dài vĩnh viễn đời đời. Quan trọng là chúng ta ở đâu thôi. Chúa Giêsu đến để cho chúng ta có cơ hội để được ở nơi thiên đàng, nơi ánh sáng, nơi tình yêu, nơi mà con người có thể vui hưởng vinh quang, vui mừng mãi mãi ở cùng với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Nhưng có một nơi nữa dành cho những người không ăn năn, dành cho những người không từ bỏ tội lỗi của mình, dành cho những người không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu, dành cho những người ngoảnh mặt lại với tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời dành cho mình. Đó là hỏa ngục, đó là nơi mà con người ta đau khổ đời đời, đó là nơi mà dòi bỏ không bao giờ chết, đó là nơi lửa không bao giờ tắt, và con người ta phải đau khổ nơi đó. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu đã nói và nhắc về hỏa ngục rất là nhiều trong những sứ điệp của Ngài. Nếu anh chị em chịu khó đọc Kinh Thánh sẽ thấy, anh chị em sẽ thấy Chúa Giêsu nhắc rất nhiều về hỏa ngục ở trong sứ điệp phúc âm của Ngài. Cho nên họ hôm nay chúng ta hãy nghiêm túc với đời sống tâm linh của mình, bởi vì đó chính là cách để chúng ta được sống. Nhiệt tình trong Chúa, nóng cháy trong Chúa là gì đây anh chị em? Chúng ta có rất nhiều khía cạnh để chúng ta suy xét đời sống tâm linh của mình. Nóng cháy trong Chúa, trước hết đó là lòng nhiệt tình yêu kính Chúa, yêu kính Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đáp rằng: hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma-thi-ơ chương 22 câu 37. Nghĩa là Chúa muốn chúng ta yêu Ngài trên tất cả mọi điều, với tất cả lòng nhiệt thành. Những gì có bên trong anh chị em, Chúa là trung tâm của cuộc sống và tấm lòng anh chị em. Chúa là tất cả, Chúa là sự sống, Chúa là điều anh chị em đam mê, Chúa là điều mà anh chị em nghĩ đến khi thức dậy và trước khi đi ngủ, Chúa là điều mà anh chị em phải nhớ tới, phải nghĩ tới trước tiên trong tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Đó là điều mà Chúa yêu cầu, thưa anh chị em. Thứ hai, Chúa muốn chúng ta nhiệt tình trong tình yêu thương anh em và người lân cận trong cái đức tin của mình. Câu Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 8 nói thế này: nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Anh chị em thấy không ạ? Yêu thương sốt sắng, yêu thương anh em mình, yêu thương người lân cận, đó là tình yêu mà con người đối với con người phải có. Một con người sốt sắng với Đức Chúa Trời, một con người nóng cháy với Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ yêu người lân cận mình, chắc chắn sẽ yêu anh em mình. Đó là bằng chứng cho thấy tấm lòng anh em chứa đầy Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời ta chính là tình yêu thương. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Ở đâu có Đức Chúa Trời, ở đó có tình yêu thương. Thưa anh chị em, đây là dấu hiệu mà chúng ta cần phải suy xét tấm lòng mình. Mình có yêu người lân cận không? Mình có yêu con cái, chồng vợ không? Mình có yêu những anh chị em trong đức tin không? Hay là tấm lòng của mình dẫn dưng, thờ ơ, nguội lạnh, tấm lòng của mình vô cảm, tấm lòng của mình chỉ ích kỷ cho bản thân? Chúng ta hãy nghiêm túc suy xét điều này để biết rằng điều gì đang chiếm hữu và ngự trong tấm lòng chúng ta. Nếu Chúa chiếm hữu và Chúa ngự trong tấm lòng thì chắc chắn rồi, chúng ta yêu người khác. Đó là sự thật anh chị em. Điều thứ ba, Chúa muốn chúng ta nóng cháy trong Chúa cũng có nghĩa là hãy nhiệt tình rao giảng và dạy dỗ lời Chúa chẳng thôi. Nhiệt tình làm chứng về Chúa Giêsu chẳng thôi, nhiệt tình để nói về Ngài trong bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào có cơ hội, dù gặp thời hay không gặp thời.
một vài câu kinh thánh tôi có thể đọc cho anh chị em nghe, như trong Timothée 2 chương 4 câu 2 chép như thế này: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bể trách, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Anh chị em thấy không ạ? Đây là cái dấu chỉ để cho thấy lòng nhiệt huyết của Chúa ở bên trong chúng ta. Anh em thấy Chúa Giêsu không? Ngài đi từ làng nọ đến làng kia để giảng phúc âm, và Ngài không quản ngại về thời gian, quản ngại về đường xá xa xôi, hay Ngài không quản ngại rằng nhiều người hay ít người, thậm chí một người thôi như Nicodem đến gặp Ngài giữa đêm khuya, Chúa vẫn tiếp ông ấy và giảng phúc âm cho ông ấy nghe. Giữa những cái sự chống đối, nhiều người định ném đá Ngài, nhiều người định giết Ngài, nhiều người định gài bẫy Ngài, nhưng Chúa Giêsu không dừng chức vụ lại. Ngài vẫn tiếp tục giảng những sứ điệp để cho người ta có thể hiểu về nước trời, và người ta có thể ăn năn tội lỗi, quay trở lại với lẽ thật và được sống. Chúng ta hãy nhìn thấy rằng Chúa Giêsu là tấm gương của lòng nhiệt thành giảng dạy lời Chúa, nhiệt thành làm chứng về vương quốc Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải vậy, hãy nhiệt thành làm chứng để cho người ta biết về ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, một trong những điều mà Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta, ban ân tứ cho chúng ta, đầy dạy cho chúng ta, Đức Thánh Linh không phải là để chúng ta chỉ nói tiếng lạ, không phải là để chúng ta khoe mình về những kinh nghiệm thuộc linh. Nhưng rõ ràng trong Công vụ chương 1 câu 8 nói rất là cụ thể: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta. Đây chính là mục đích và mục đích duy nhất của sự báp têm Đức Thánh Linh, là mục đích duy nhất để chúng ta nhận được sự đầy dẫy và đầy ân tứ của Đức Thánh Linh. Đó là để làm chứng về Chúa, để bày tỏ một Chúa Giêsu phục sinh mọi lúc mọi nơi, trong cộng đồng của anh chị em, trong nơi làm việc của anh chị em, tại chính gia đình của anh chị em, nơi bạn bè của anh chị em, nơi phương tiện truyền thông, nơi tất cả mọi điều gì liên quan đến cuộc sống anh chị em, là chúng ta cần bày tỏ Chúa Giêsu. Làm chứng về Chúa Giêsu thật ra không nói về địa điểm, không nói về chức vụ, nhưng Kinh Thánh có ngụ ý rằng làm chứng về Chúa Giêsu là lối sống của chúng ta. Miệng của chúng ta lúc nào cũng nói về Chúa. Vì sao vậy? Vì điều đó nó thể hiện rằng lòng chúng ta đầy dạy Chúa. Điều gì đầy trong lòng thì miệng nói ra. Nếu chúng ta yêu Ngài, nếu chúng ta trải nghiệm Ngài, nếu chúng ta có mối quan hệ thực sự với Ngài, tôi đảm bảo với anh chị em rằng anh chị em không thể nào nín lặng được đâu. Kinh nghiệm này thì tiên tri Jeremy ở thời Cựu Ước đã nói rồi. Trong chương 20 câu 9 ông nói như vậy: nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Thưa anh chị em, đây phải là tâm trạng của chúng ta. Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn giảng phúc âm nữa, vì lý do nào đó tôi không cần biết, thì lòng chúng ta phải bức rứt, lòng chúng ta mỏi mệt, lòng chúng ta không chịu được tình trạng này. Nhất định chúng ta cần phải nói, cần phải rao truyền, cần phải bày tỏ Chúa Giêsu qua cái đời sống của chúng ta, qua những sự làm chứng của chúng ta, qua những sự chia sẻ của chúng ta cho tất cả mọi người. Không ai và không một thế lực nào có thể được bịt được miệng của chúng ta, ngoại trừ chính chúng ta. Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại, không ai và không một thế lực nào có thể bịt được miệng chúng ta làm chứng cho Chúa, ngoại trừ chính tấm lòng của chúng ta. Anh chị em ơi, tấm lòng nguội lạnh, tấm lòng hâm hẩm, nó bịt miệng chúng ta làm chứng về Chúa. Tấm lòng nguội lạnh, tấm lòng hâm hẩm, nó đã cản trở rất nhiều linh hồn lẽ ra phải được bước vào vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây phải quay đầu trở lại với địa ngục đời đời. Tấm lòng hâm hẩm, tấm lòng nguội lạnh đã đóng cánh cửa thiên đàng trước bao nhiêu linh hồn đang cần sự cứu chuộc và giúp đỡ. Anh chị em ạ, hãy nóng cháy cho Chúa, hãy nhiệt tình trong sự rao giảng cho Chúa. Và cuối cùng, nhiệt tình và nóng cháy cho Chúa còn thể hiện ở cái thái độ phục vụ Chúa nữa. Kinh Thánh trong Roma chương 12 câu 11 chép: hãy siêng năng, chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng,
phải hầu việc Chúa. Lòng nóng cháy thúc đẩy chúng ta tặng hiến cho Chúa. Lòng nóng cháy thúc đẩy chúng ta dâng hiến cho Chúa thời gian, tiền bạc, sức khỏe, tuổi trẻ hay tất cả mọi điều tài năng chúng ta có. Lòng nóng cháy thúc đẩy chúng ta hầu việc Chúa quên cả chính bản thân. Lòng nóng cháy thúc đẩy chúng ta hầu việc Chúa quên cả những tiện nghi của bản thân, thậm chí cả gia đình. Cho nên thưa anh chị em, đó là một dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang nóng cháy cho Chúa. Tôi xin nhắc lại, có 4 dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng mình đang nóng cháy cho Chúa. Thứ nhất, chúng ta yêu Chúa hết cả hồn, linh, lý trí và sức lực. Thứ hai, chúng ta yêu người lân cận như chính bản thân mình một cách sâu sắc, hết lòng. Thứ ba, chúng ta luôn miệng làm chứng về Chúa Giêsu cho người khác. Thứ tư là chúng ta tận hiến nhiệt thành trong sự phục vụ chính Chúa Giêsu của chúng ta tại các hội thánh. Anh chị em ơi, hâm hẩm là một trạng thái đáng sợ của tấm lòng, một trạng thái mà Chúa nói rằng Ngài sẽ nhả chúng ta ra nếu chúng ta hâm hẩm. Vậy hâm hẩm là gì? Hâm hẩm ấy là đánh mất lòng kính mến ban đầu, ngại và sợ chịu khổ vì danh Chúa, thỏa hiệp với sự thờ cúng hình tượng và thế gian, kết hiệp với truyền thống và ngoại đạo, tham lam tiền bạc, thiếu mất sự sống của Chúa, nguội lạnh dần ở trong việc truyền giáo, khoe con hình thức bên ngoài mà không biết mình đang khổ sở, nghèo khó, ngặt nghèo, đuôi mù và lõa lò thuộc linh, chết mà không biết mình đang chết. Đó là hâm hẩm lên trên. Cái người nguội lạnh thì họ biết mình đang chết, nhưng cái người hâm hẩm nó khổ hơn, đó là chết mà không biết mình đang chết, chết mà tưởng mình sống. Cho nên trong câu kinh thánh mà anh em vừa đọc đó, Chúa nói rất rõ, phải không ạ? Ta khuyên ngươi mua vàng thử lựa để và mua áo trắng, rồi mua gì nữa? Mua dầu sức mắt để thấy, mua áo trắng để che sự lõa lò của ngươi, để cho có thể trở nên giàu có thật, sáng mắt thật, và để có thể khỏi bị trần truồng. Mặc dù những người trong hội thánh Laodice họ nói rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, ta không cần chi nữa. Cho nên thưa anh chị em, người hâm hẩm là người chết mà không biết mình đang chết, rất nguy hiểm. Và cuối cùng, tôi xin chia sẻ cho anh chị em một đoạn kinh thánh ngắn trong Công vụ các sứ đồ chương 28 câu 1 đến câu 6. Một lần nữa tôi sẽ lại trả lời cho câu hỏi là tại sao chúng ta phải cần nóng cháy cho Chúa ở một khía cạnh khác nữa anh chị em. Chúng ta đã biết tại sao mình phải nóng cháy rồi, phải không? Đó là vì chúng ta cần có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Và những ai có mối quan hệ với Chúa mới đồng trị và đồng sống với Chúa. Nhưng Chúa nói Chúa chỉ chấp nhận những người nào nóng cháy mà thôi. Nguội lạnh và hâm hẩm thì Chúa nhả ra, nguội lạnh thì chắc chắn là không biết Ngài rồi. Chỉ có những người nóng cháy mới biết Ngài. Đó là lý do. Nhưng ở đây tôi đưa ra một lý do nữa trước khi kết thúc sứ điệp ngày hôm nay. Tôi đọc anh chị nghe câu chuyện trong Công vụ sứ đồ chương 28 từ câu 1 đến câu 6. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là Manter. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thảy gần kề đống lửa lớn đã đốt, vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phao-lô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa, sảy có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo thầm lòng trên tay, người bèn nói với nhau rằng thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sinh lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đã đợi lâu rồi chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng thật đây là một vị thần. Anh em hãy suy nghĩ câu chuyện này. Tôi muốn chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại và suy nghĩ cùng tôi khi tôi đọc những cái câu này với nhau. Một, sau khi Phao-lô đã được cứu. Hai, Phao-lô lượm củi để đốt lửa cháy lên để sưởi cho ấm vì ngoài trời lạnh lẽo. Ba, con rắn đã bò ra. Bốn, con rắn đã cắn vào tay Phao-lô.
5. Người ta nói ông là tay giết người và đang mong đợi ông sẽ ngã chết. Phaolô quăng con rắn vào chính lửa mình đã đốt lên. Và 6. Phaolô bình an vô sự, không hề hẳn gì. Cuối cùng, người ta nói ông là một vị thần. Anh em hãy suy nghĩ những điều mà tôi liệt kê ra đây. Hình ảnh này cho chúng ta thấy Phaolô sau khi được cứu giống như chúng ta vậy đó. Chúng ta đã được cứu, Phaolô đã được cứu. Và hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng Phaolô đã bắt đầu nhóm lửa lên, đốt lửa lên cho nó ấm áp, đốt lửa lên, và ông không chấp nhận cái sự lạnh lẽo, cái sự mưa bão, cái sự mà trời đang gió bão ở ngoài. Ông đốt lửa lên, ông đi nhóm một cái mớ củi khô để ông đốt lửa lên và ông đang sưởi ấm. Hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng sau khi đã được cứu, anh chị em à, hãy đốt lửa lòng lên, hãy đốt lửa lòng lên, đừng để lạnh lẽo, đừng để nó bị lạnh lẽo bởi thế gian, đừng để lạnh lẽo bởi những sự mưa gió ngoài kia, bởi những hoàn cảnh ngoài kia, bởi tất cả mọi điều gì xung quanh. Đừng sợ, hãy lượm củi và đốt lửa lên, hãy xin dầu từ Thánh Linh để đốt lửa lên, hãy xin sự thâm biến của Chúa để đốt lửa lên, hãy xin lời của Chúa để đốt lửa lên, hãy xin huyết của Ngài có quyền năng bao phủ chúng ta để đốt lửa lên. Và anh em thấy không ạ? Sau khi Phaolô đốt lửa lên, cái gì đã xảy ra? Một con rắn đã bò ra. Tôi muốn chúng ta suy ngẫm về điều này. Nếu Phaolô không đốt lửa lên, chẳng thấy rắn đâu cả. Nhưng ngay khi Phaolô đốt lửa lên, rắn đã bò ra. Cuộc sống của chúng ta cũng giống vậy. Nếu chúng ta để cho sự nguội lạnh và hâm hẩm chiếm ngự tấm lòng chúng ta sẽ không thấy con rắn đâu cả. Rắn là hình ảnh của Satan, rắn là hình ảnh của ma quỷ, rắn là hình ảnh những gì đang áp bức anh chị em, rắn là hình ảnh những gì đang ẩn giấu trong đời sống anh chị em, khiến cho anh chị em chúng ta mất ngủ, trầm cảm, bệnh tật, đau yếu, đói nghèo, giới hạn, mà chúng ta không biết nguyên nhân vì đâu. Vì có những con rắn ẩn trong đời sống chúng ta, có những con rắn ẩn trong tấm lòng chúng ta, có những con rắn đang nấp trong công việc của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trên con cái chúng ta, trên tất cả những gì chúng ta làm, thậm chí cả trong chức vụ của chúng ta. Nhưng chị em, rắn chỉ bò ra khi chúng ta nhóm lửa lòng lên. Và rõ ràng trong cái đời sống phục vụ Chúa, tôi cũng đã từng kinh nghiệm cái điều này. Có những người rất bình thường khi đến hội thánh ngồi nhóm lại, trông rất bình thường. Nhưng khi Đức Chúa Trời hiện diện, khi lửa của Đức Thánh Linh đổ xuống, khi những bài giảng nóng cháy được giảng ra, họ bắt đầu trộn rộn, họ bắt đầu toát mồ hôi. Và có những trường hợp họ bắt đầu bỏ ra ngoài, không ngồi trong buổi nhóm được. Có những trường hợp họ la hét, họ đòi mở cửa để cho họ đi, không chịu được. Thưa anh chị em, rắn chỉ bò ra khi lửa lòng được đốt lên. Tôi xin nhắc nhớ điều này cho anh chị em, bởi đó là lý do tại sao mình phải luôn nóng cháy cho Chúa. Nếu chúng ta nguội lạnh, rắn sẽ ở trong đó mà chúng ta không thấy. Nhưng nếu chúng ta nóng cháy cho Ngài, rắn sẽ phải xuất đầu lộ diện. Và rắn rõ ràng xuất đầu lộ diện không phải để chơi. Nó đã cắn vào tay Phaolô, nó xuất đầu lộ diện để có thể hòng tấn công chúng ta. Như anh chị em thấy rất được khích lệ, Phaolô chẳng hề hẳn gì, Phaolô vẫn bình an vô sự. Và thậm chí Phaolô đã rảy con rắn vào chính lửa mà ông đã đốt, và nó đã bị chết mất. Rắn bò ra có thể có những biểu lộ tấn công chúng ta dữ tợn hơn. Nhưng anh chị em ơi, đừng sợ khi lửa lòng anh chị em đã thắp lên. Anh em hãy rảy con rắn vào đó, nó sẽ chết, nó sẽ bị tiêu diệt bởi lửa của Đức Thánh Linh, nó sẽ bị hủy phá, những công trình của nó sẽ bị chặn đứng bởi lửa của Đức Thánh Linh. Thưa anh chị em, lửa lòng rất quan trọng, lửa lòng rất quan trọng. Đừng để ý những gì người ta nói, hãy chỉ để ý những gì Chúa nói. Khi anh em bắt đầu nhóm lửa lên, khi anh em bắt đầu đốt cháy tấm lòng của mình bởi quyền năng của Thánh Linh, rắn rết có thể bò ra và người ta sẽ nói: ô, đây là một tay giết người, ô, đây là một tay bội đạo, ô, đây là một tay chống Chúa, ô, đây là một tay ăn ở gian ác. Người ta có thể chỉ tay vào anh em, nói điều này, nói điều kia. Nhưng đừng để ý, đừng cãi cọ, đừng biện minh, không cần. Chỉ biết rằng lòng anh em đầy dạy Chúa là được. Khi anh em rảy con rắn đi rồi, khi anh em
lấy nó vào lửa rồi, khi nên tẩy sạch đời sống của mình rồi, khi nên được tự do rồi, được chữa lành rồi, được phục hồi rồi, được Ngài làm cho đầy phước hạnh rồi, người ta sẽ nói ô đây là một vị thần. Anh em thấy không ạ? Thế gian này nay nói thế này, mai nói thế khác. À, hôm nay là bạn, mai là thù, hôm nay là thù, mai là bạn. Đừng để ý, chúng ta hãy để ý đến Chúa thôi, chúng ta hãy để ý đến tấm lòng của mình thôi, chúng ta hãy để ý rằng mình có nóng cháy hay không, mình có nóng cháy để tiêu diệt những quyền lực của Satan hay không. Giống như Chúa Giêsu nói, con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Cảm tạ Chúa, đó là lý do tại sao mình phải nóng cháy. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và giờ này chúng ta bắt đầu hãy cầu nguyện với tôi. Anh chị em hãy bắt đầu đứng lên tại nhà mình, tại nơi mà mình đang thờ phượng Chúa. Anh chị em ơi, hãy hiệp lòng cùng tôi giờ này. Tôi biết rằng Chúa đang ở đây để đụng chạm anh chị em. Chúa đang ở đây để thắp sáng lại tấm lòng anh chị em. Chúa đang ở đây để đổ lửa vào tấm lòng anh chị em. Anh chị em hãy cầu nguyện với tôi giờ này. Hãy cầu nguyện cùng tôi. Những anh chị em nào chưa biết Chúa Giêsu, những anh chị em nào chưa gặp gỡ Ngài mà bây giờ muốn biết Ngài, muốn nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không muốn đi hỏa ngục, con muốn ở thiên đàng. Những anh chị em đó hãy lặp lại lời cầu nguyện của tôi ngay thời giờ này. Hỏi Chúa Giêsu, hãy tha thứ cho con, hãy bước vào lòng con và làm Chúa cuộc đời con. Ngày hôm nay con thành thật giao phó hồn linh thân thể con cho Ngài. Hãy bước vào lòng con và giải cứu con. Hỏi Chúa Giêsu, hãy cho con sự sống đời đời, hãy cho con được nóng cháy cho Ngài, hãy cho con được thắp lên ngọn lửa trong tấm lòng con. Con muốn sống trên thiên đàng cùng Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúc mừng anh chị em. Những ai đã nói lời cầu nguyện này, hãy liên hệ với Hội Thánh Nhà Muôn Dân, hãy nhắn tin cho Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Chúng tôi rất hân hạnh để được tiếp tục chăm sóc anh chị em. Còn những anh chị em đã làm biết Chúa, những anh chị em đã đi với Chúa, những anh chị em đã từng phục vụ Chúa, nhưng bây giờ mình thấy có sự nguội lạnh bên trong, thấy có sự hâm hẩm bên trong, thấy có sự trì trệ bên trong, thì anh chị em ơi, chính hôm nay, chính buổi sáng hôm nay, Chúa muốn tất cả anh chị em mình phải nóng cháy cho Ngài. Anh em hãy đứng dậy từ nơi chỗ mình, anh em hãy nhắm mắt lại, anh em hãy hướng lòng mình về Chúa và cầu nguyện cùng tôi giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến và tha thứ cho con, tha thứ cho những nguội lạnh của con, tha thứ cho những đuôi mù của con, tha thứ cho những sự kiêu ngạo lõ lồ của con, tha thứ cho những sự thiếu hiểu biết của con, tha thứ cho những sự sa sút và sa ngã thối lui của con. Ôi Chúa, hãy đến rửa sạch lòng con giờ này bởi huyết Chúa Giêsu. Con xin xưng tội mình ra trước mặt Ngài. Lạy Chúa, hãy rửa con sạch, hãy rửa con sạch. Chúa Giêsu ơi, con không muốn con hâm hẩm, con không muốn con nguội lạnh, nhưng con muốn con được nóng cháy cho Ngài. Đức Thánh Linh ơi, hãy đổ đầy lòng con giờ này, đổ đầy lòng con giờ này, đổ đầy. Và anh chị em ơi, hãy cảm nhận sự đồng chặn của Đức Thánh Linh giờ này trong tấm lòng anh chị em. Ôi hỡi Chúa, hãy đổ đầy lòng anh em con bởi quyền phép Thánh Linh. Con cầu nguyện xin Cha hãy thăm viếng anh em con giờ này. Anh em hãy cảm nhận, hãy cảm nhận, hãy cảm nhận một sự đồng chặn từ trời cho tấm lòng anh chị em. Trong danh của Giêsu, tôi nói rằng anh chị em là người đầy dạy Thánh Linh. Hãy cảm nhận một sự đồng chạm của Chúa, một sự khích lệ của Chúa ngay chính thời giờ, ngay chỗ anh chị em đứng bây giờ. Hãy bắt đầu cảm nhận được mình đang nóng nảy cho Ngài. Hãy cảm nhận được tất cả những gánh nặng đã bị tuột đi hết rồi, tất cả những sự nguội lạnh đã tan biến rồi, băng đã tan rồi. Giờ này anh chị em bắt đầu thấy sự ấm áp của Chúa. Anh em ơi, hãy đứng dậy từ nơi mà mình sa sút. Hãy đứng dậy, hãy đứng dậy, hãy đứng dậy, hãy đứng dậy. Anh em hãy cảm nhận mình có một năng lực để đứng dậy và bước đi tiếp tục với Chúa. Những ai đang hầu việc Chúa, hãy tiếp tục hầu việc Chúa. Những ai đã từng phục vụ Ngài, hãy tiếp tục phục vụ Ngài. Những ai đã từng yêu kính Ngài, hãy tiếp tục yêu kính Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và giờ này tôi sẽ cầu nguyện cho những anh chị em đang bị bệnh tật, đau yếu. Tất cả anh chị em đó hãy đặt tay vào chính chỗ đau của mình. Ai đang đau đầu hãy đặt tay vào đầu mình. Ai đang đau ngực hãy đặt tay vào ngực mình. Ai đang đau xương khớp hãy đặt tay vào xương khớp của mình. Ai đang đau gan hãy đặt tay vào gan. Dạ dày hãy đặt tay vào dạ dày của mình. Anh chị em sẵn sàng chưa? Hãy đặt tay, vì Chúa nói
Kẻ nào tin ta đặt tay lên người bệnh sẽ được lành. Chúa mượn bàn tay anh chị em để chữa lành cho anh chị em giờ này. Anh chị em sẵn sàng rồi, tôi sẽ cầu nguyện giờ này. Ôi lạy Chúa, trong danh của Giêsu quyền năng, Ngài hãy đến tại nơi anh em con đang đứng. Và Ngài nhìn thấy anh em con đang bị bệnh tật trong thân thể. Ôi Chúa Giêsu đấng phục sinh, hãy chữa lành họ giờ này. Trong danh của Giêsu, trong danh của Giêsu, ta truyền một mệnh lệnh bởi quyền phép trong danh Chúa Giêsu. Tất cả anh chị em hãy được lành trong danh Chúa Giêsu Christ. 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 Anh em hãy cảm nhận, hãy cảm nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận sự chữa lành. Hãy cảm nhận một luồng quyền năng ấm áp đang đi vào trong phần đó của thân thể anh chị em. Hãy cảm nhận sự động chạm từ Thánh Linh nơi đầu, nơi tim, nơi dạ dày, nơi khớp, nơi xương của anh chị em. Hãy cảm nhận, hãy cảm nhận, hãy cảm nhận giờ này. Hãy nói với Chúa rằng: Ôi Chúa, con cảm nhận sự chữa lành của Ngài giờ này. Một luồng quyền năng sẽ đi vào trong thân thể anh chị em. Một sự nóng nảy sẽ ở trong thân thể anh chị em. Có thể đó là một sự nóng lên trong bộ phận đang bị hư của anh chị em. Ô hãy biết rằng sự chữa lành đang đến, đang đến, đang đến, đang đến, đang đến. Hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận nữa. Con cảm ơn Ngài Chúa, ngợi khen danh của Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.